Trung tâm máy chiếu PC xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay bên em sẽ đập hộp con máy chiếu Acer X1128H. Con này thì hãng Acer mới ra mắt vào tháng 3 năm 2024 năm nay. Đây. Đây là model của máy chiếu Acer X1128H công nghệ DLP. Với thông số kỹ thuật của hãng công bố thì con máy này chắc chắn sẽ là một cái sản phẩm tốt, phù hợp với các cái công năng trình chiếu như văn phòng, cà phê, bóng đá, hội họp. Để em xem đập hộp ra cho các bác xem như thế nào. Các cái linh phụ kiện ở bên trong thì cũng như các cái máy chiếu truyền thống từ trước tới giờ đó, bao gồm một cái dây nguồn hai chân, chiếc điều khiển từ xa và một cái dây tín hiệu tầm khoảng 1,5 m VGA. Trong chiếc máy này thì đóng được khá là ok đấy. Nó có một cái túi xách luôn các bác nhá, hai cái miếng bìa cứng hai bên để mà chống sốc cho chiếc máy chiếu này. Để em kéo. Bình thường thì bây giờ các cái máy chiếu bây giờ người ta đã bỏ hết túi xách, không cho túi xách nữa, nhưng bây giờ Acer cũng đã hướng tới người tiêu dùng nhiều hơn. Họ đã cho một cái chiếc túi xách chống sốc cho máy chiếu như thế này. Đây, rất vừa vặn. Có cả quay đây. Nó sẽ có hai ngăn, cái ngăn ngoài này thì chúng ta bỏ các cái thiết bị như cái điều khiển, dây nguồn và dây tín hiệu vào đây, hoặc là cái bút trình chiếu vào cái ngăn ngoài này. Đấy. Đây là cái nhân vật chính của ta, đây là chiếc máy chiếu Acer. Về đóng gói thì mình đánh giá khá là cẩn thận, ok. Có một túi bóng bên ngoài và có một cái hút đậm. Cái này là điều khiển bắt buộc cho các cái thiết bị điện tử bây giờ rồi. Chiếc máy chiếu của chúng ta đây. Đây chính là chiếc máy chiếu Acer X1128H mà hôm nay mình đập hộp cho các bạn xem. Cái thiết kế tông màu đen hoàn toàn. Về mặt vỏ nhựa thì nhựa xám nhá. Cầm cầm khá là chắc tay, không không bị trơn trượt, không bị bám nảy vân tay như các cái thiết kế đời trước. Đấy. Phụ kiện của nó thì đây. Đấy, và bao gồm một cái chiếc túi ở kia nữa. Đấy. Mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem về hệ thống cổng tín hiệu, bao gồm một chiếc cổng HDMI, cổng VGA, một cổng USB 5V, cổng video audio in out và một cổng VGA out, một cổng RS232 nữa. Phân tích về hệ thống cổng thì cơ bản là đầy đủ. Đối với các cái máy này thì chúng ta chỉ cần cắm một cái notebook vào mà một cổng USB cấp nguồn mình lấy trực tiếp từ máy sang luôn, thì sẽ biến một chiếc máy phổ thông thông thường như thế này thành một chiếc máy chiếu Android luôn. Đây là phía hông của máy, ở chỗ vị trí trong này thì là bóng đèn, thì toàn bộ hơi nóng nhiệt của máy nó sẽ thoát ra ở phía này. Đây là logo Acer. Hệ thống ống kính với khẩu độ zoom 1.1, có nắp bảo vệ ống kính ở phía trước này, chúng ta có thể tháo ra và để lại. Ở đây là hệ thống mắt nhận hồng ngoại cảm biến. Phía bên hông này là các cái khe thoáng để mà lấy luồng gió từ đây vào. Ở máy này nó thiết kế mà một quạt. Đây là về tổng thể của máy chiếu Acer X1128H. Với độ sáng hãng công bố là 4.800 ANSI lumen, độ phân giải là 800 x 600, độ tương phản là 20.000:1, thì nó sẽ là một cái chiếc máy chiếu dùng cho các cái phân khúc trường học, cà phê, bóng đá, hội họp, chiếu karaoke hoặc là xem phim. Ở điều kiện xem phim thì với con này thì là cũng cơ bản, nhưng mà được cái độ sáng nó rất cao. Đấy. Chiếu được ở môi trường sáng lớn. Em sẽ review thêm cho các bác về hệ thống bàn phím của chiếc máy chiếu Acer X1128 này. Hệ thống phím cứng thì ở đây có nút nguồn, có ba đèn báo power, lam và tem. Enter lên xuống trái phải menu, nút back về và nút chuộc này để chọn nguồn tín hiệu. Về cơ bản thì thiết kế này là thiết kế chuẩn hiện nay của các cái máy chiếu rồi. Ở đây là nút focus của máy chiếu. Chúng ta khi bật máy lên sẽ lấy nét ở đây.
Về tổng thể của một cái chiếc máy rửa Acer X1128H thì hãng bây giờ sẽ cho chúng ta như thế này. Đây là trọn bộ một chiếc máy rửa. Nhân vật chính, túi đựng, điều khiển dây nguồn, dây Vega và một cái chiếc hộp cắt tông để đựng. Hiện tại là trung tâm máy chiếu VC đang phân phối cái sản phẩm máy chiếu Acer X1128H này, thì quý khách có nhu cầu trải nghiệm demo thì em sẽ gửi hàng đến demo trực tiếp. Và các bác khi xem hàng ok rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ký các cái giấy tờ văn bản mua bán và bảo hành. Bảo hành của Acer thì nó nổi trội hơn một cái đấy là hiện nay có 7 cơ sở bảo hành trên toàn quốc để giúp quý khách hoàn toàn yên tâm để sử dụng các cái sản phẩm máy chiếu Acer này. Rồi, trung tâm máy chiếu VC sẽ review về cái độ sáng chiếu thực tế của con này ở video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.